cơ địa với cái khả năng chịu đau của từng người thôi. Chứ chị cũng đã từng bị đánh úp bởi cái tư tưởng đó là đẻ mổ không đau đó. Cái tới chừng mổ xong thấy 10 ông trời luôn. Đứa hai cũng vậy, cũng mổ, không có kỷ niệm gì luôn. Có chị... trang điểm giống bà Lan không? Đúng rồi chị đi đẻ chị có đẹp không? Tại vì người ta đi đẻ chủ động mà. Trời không, đi đẻ mắc gì phải trang điểm. Thấy trang điểm trời, em đi đẻ trang điểm đẹp lắm Tinh. Bà trang điểm rất đẹp để bà chụp hình cho đẹp, bà rặn bà cũng ráng giữ cơ mặt cho đẹp. Em không dám la luôn á chị, em đau dữ lắm em không dám la tại em sợ xấu. Em nhưng mà quả báo nhẫn tiền à, đau một ngày mấy tuột nền cũng xấu y chang. Em đau gần 40 tiếng đồng hồ, mồ hôi nó ra nền em tuột hết rồi. Nhưng mà em nghĩ là lúc mà khi mà em bé ra đời á, thì cái cử chỉ và hành động của anh Hoàng á cũng gây một cái dấu ấn cho chị đúng không? Không, dấu ấn cho mẹ chị đầu tiên, tại vì tại vì em là nằm trong phòng mổ mà bưng em bé ra thì sẽ tiếp xúc với bà ngoại với lại ba. Đó là khóc như mưa. Ai khóc? Ông mèo. Rồi bà ngoại chứng kiến trọn vẹn cái cảnh đó luôn. Chùi ôi anh mèo ơi, anh tâm cơ quá. Lấy trọn luôn tình cảm của mẹ vợ. Khóc như mưa rồi ơi. Mẹ em á hả, bà Dương á, trời ơi cái gì đâu mà nó khóc. Nhưng mà bà ngoại tả lại thế nào? Bà ngoại tả lại cái hình ảnh của con rể khi lúc đón cháu ngoại như thế nào? Bà ngoại tả là không biết sao mà ba nó khóc quá thì khóc y như đóng phim vậy đó. Không biết sao mà ba nó khóc quá thì khóc y như đóng phim vậy đó. Có khi là đóng phim thiệt. Rất thích bà ngoại rồi đó, thích bà ngoại rồi nha. Mà chị ấy tả rất là vô tư, nói rất vô tư chứ không có ý. Cuối cùng mẹ vợ cũng hoang mang là đẻ bún gạo cũng vậy hả chị? Y chang. Xin chào chị Tô Nha, chào Ngọc Lan và chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Ngược Thời Gian. 8 năm về trước mình đã biết Tinh có bầu trong một cái hoàn cảnh như thế nào? Hoàn cảnh rất là éo le. Hai vợ chồng em cưới nhau là 3 năm mà không có con cũng mong lắm. Xong cái mới quyết định là đi khám coi đứa nào bị vô sinh. Đó, thì được anh Lý Hải với anh Nhật Cường giới thiệu cho bác này mát tay lắm. Hai đứa lên chỉnh thử coi làm sao. Chưa kịp khám ông mèo là khám em trước. Cái bác nội soi với nói: ôi trời ơi Trâm ơi, bữa nay em có cái trứng nở đẹp quá. Ôi khoan. Bác dùng từ đáng yêu á, bác dùng từ tự nhiên mình có cảm giác như là mình gọi là mình rất là quý cái cơ thể của mình. Dạ. Có một cái trứng nở đẹp quá. Trứng nở đẹp quá. Bác kêu thôi bây giờ tối nay về là 10 giờ làm cái. 10 giờ hả? Phải là 10 giờ hả? 10 giờ làm cái, rồi để đồng hồ báo thức sáng mai 7 giờ làm cái nữa cho chị. Đó, 10 giờ về là một trận. Rồi hôm sáng mèo cũng để đồng hồ á, 7 giờ cũng khiêu. Vậy. Có nghĩa là anh mèo cũng được nghe cái lời dặn nó cùng một lúc. Trận thứ hai hơi buồn ngủ ha. Hơi buồn ngủ, giờ đó bây giờ ngủ ngon cực kỳ luôn. Rồi xong cái em có bà chị ở chung nhà, bà chị họ luôn á, là bà có bầu trước em 3 tháng. Thì em cứ nghĩ là bà sẽ có kinh nghiệm nhiều. Em mới hỏi bà là khi mình có bầu là bao lâu thì mình thử que là phát hiện được. Đó thì bà nói chừng tuần. Đó cái tuần gọi điện: ông mèo ơi mua que về tôi thử nha. Rồi ông ra đó mua que thử xong vô ngồi 15 phút hồ thấy lên nó xong không có. Hai vợ chồng buồn quá không có con, đi nhậu. Trời đất ơi. Dạ, ngày nào ông xỉn lê lết hết. Rồi xong em đi quay á, có những cái cảnh quay mà leo trèo té xả thân đùng nhảy tới bến luôn. Xong em mới sực nhớ lại là mình trễ kinh hết 5 ngày rồi. Tự nhiên cái trực giác, cái linh cảm của người làm mẹ, cái em tự em đi ra mua 3 que luôn. Ít đó chị, mua 3 que là ít, không có nhiều đâu. Chương trình này người ta mua sỉ, mua lố không hả? Ở chương trình này mà cái người mà có thể là gọi là lên mặt được thì phải lại mua 3 hộp. Đúng rồi. Thì còn được. Đó, em mua xong cái em để ra em cắm lên, hai vạch hết, 3 cây luôn. Cái em tức quá em đem ra ngoài tiệm thuốc tây em hỏi: ủa sao kỳ vậy? Hồi tuần trước là chồng mua là không có. Trời, vô thử là không có. Em ngang ngược vậy luôn hả Trâm? em ngang ngược vậy luôn đó. Tại vì mình thử rồi người ta có dạy đó, người ta nói không, 2 vạch là có. Cái em nói là không, kỳ trước ổng mua cho em cái que bằng cái cây tăm mà. Cái bà nói: y cái này không chừng là cái que đó là que thử heroin á. Chứ không phải là cái que thử đó. Vậy bán thuốc tây cũng chịu lầy quá ha. Không, mà em cũng thấy vậy, tại vì cái que mà em mua vậy nó bự, nó bự bằng nó dẹp dẹp đúng không? Dạ đúng rồi, nó dẹp. Còn cái que ổng mua về cho em như cái tâm vậy, nó nhỏ xíu à. Đó là ngày hôm sau là em bị ra huyết hồng. À, sợ quá trời luôn, cái điện cho bác là lúc đó 11 giờ đêm rồi. Cái bác kêu lên nhà bác luôn, là bác chích cho cái mũi thuốc, bác nói là chích cái mũi thuốc này là hên xui á. Sáng rồi em phải đến để bác chích thêm mũi nữa. Là giữ được hay không là tùy duyên, ai về đâu là giữ được. Bé bé lớn. Trời, vậy là cũng cam go chứ bộ, cũng hồi hộp mà chỉ trong mà đủ thứ. Tức là mấy tiếng đồng hồ mình phải đợi để mà mình chích mũi thứ hai thì mình mới được an tâm. Rất nhưng mà em luôn. Khi mà mình biết chắc là mình có con và sau 2 cái mũi thuốc đó thì mình có nhớ lại những cái ngày tháng say khướt của mình và mình tự trách mình có cào cấu ông kia, mình nói đó thấy chưa, hay là ông kia ông có càm ràm mình không? Có, trời ơi, ông cào cấu tới bến luôn, nói trời ơi tại ông hết á. Con mà bị cái gì một cái là thiệt á, chắc lúc đó quánh ông luôn. Ủa khoan, bà lại tiếp tục khen ngược ha. Tại vì cái người tin vô cái lời kia là bả tin. Đúng mà. Đúng rồi. Ông mèo ông vô đồng thuận đi nhậu làm như ta ép uổng gì bả vậy đó. Cái giai đoạn mà mình mang thai mình có bị ngán nhiều không? Dạ không, chỉ có thèm. Bé đầu tiên là thèm mì gói, là đặt tên mì gói. Còn bé sau là thèm bún gạo. Rồi có đặt tên bún gạo luôn? Bây giờ em đặt tên bún gạo mà thèm lạ kỳ lắm, thèm ngang ngược. Em cứ đi đâu mà em thấy gói mì gói hay là cái cọng bún gạo á, là tự nhiên mình ướt nước miếng vậy. Mình cào cống ăn liền tức khắc luôn vậy đó. Mà thèm được. Một ngày em ăn 3 gói mì gói á, tới lúc mà lên bàn mổ luôn á vẫn còn phải nấu một gói mì ăn. Nhưng mà lúc đó chị vẫn còn đi diễn mà hả? Chị vẫn đi diễn, chị diễn tới 5-6 tháng luôn á. 5-6 tháng, bụng em cũng không lớn lắm, bắt đầu qua tháng thứ 7 là mới lớn lên, là mới giảm bớt xô lại. Hình như con nghệ sĩ biết thân biết phận ha. Đúng rồi chị. Nhiều bạn ngồi đây cũng chia sẻ, bạn này cũng vậy nè. Các con hợp tác. Đây, bụng bầu của em là Louis là cũng là có bàn tay của chị Đại Ngọc Trâm. Cái gì vậy? Cái gì mà có thấy ghê liếu. Vậy? Em đi quay với chị Trâm là tới lúc đó là gần 7 tháng luôn. Cái phim gì đây tía ơi, đúng rồi. Là cũng kinh khủng lắm, làm như con nghệ sĩ luôn, nó hiểu hay sao? Biết điều từ nhỏ. Cái suy nghĩ trong lao động của ba mẹ nó có ảnh hưởng đến các con. Mình cũng có một cái giao cảm nhất định với các con để các con hiểu được rằng là cái đặc thù là như thế, như thế, như thế. Cái bé sau á, là em đi dựng chương trình Tiểu Lâm Tiểu Chủ Nhí á, là em dựng tới lúc gần sanh luôn á. Giác có bụng bự chảng vậy đó, còn lên đóng vai nữa. Trời ơi. Đóng vai bà già mà cho nên mặc đồ rộng được, không thấy bụng. Giờ tôi tưởng là bà già gì mà bà già mà sao bà già mà còn mang bầu thì làm sao khán giả tin cái tạo hình đó, tôi không hiểu. Em hỏi cái điều này á, em cũng sợ là nó hơi tế nhị. Nhưng mà tại vì trong cái giai đoạn mà chị mang bầu bé thứ hai á, em thấy trên Facebook của chị á, nó rất là nhiều cái status tiêu cực, rất là nhiều cái status buồn. Em cũng có muốn chị tâm sự với em, cũng có gọi, cũng có hỏi thăm chị. Thì em không biết là cái quá trình mà chị mang bầu bé thứ hai á, cái điều gì để làm cho chị gây nên những cái cảm xúc đó? Trước khi em mang bầu á, là em làm cái sân khấu. Thì cái sân khấu đó là thất bại. Đó, là đã mang một cái nỗi buồn dữ lắm rồi. Tại cái đam mê của mình bị dập tắt á, nên em buồn lắm. Rồi xong sau đó là ba chồng bị tiểu đường, phải cưa một chân, là một tay em chăm sóc ba luôn. Rồi tự nhiên cái biết mình có bầu nữa, là bao nhiêu cái áp lực nó dồn vô, cái đâm ra giống như em bị stress vậy. Nó là dạng trầm cảm. Chị đã từng được chia sẻ cái câu chuyện trong đúng cái giai đoạn trục trặc đó giữa Trâm với anh Hoàng, thì chị mới nói là cái tâm tư này thì hãy mang đến chat với mẹ bỉm sữa đi. Bởi vì lần đó là bàn về không phải chuyện sinh con mà bàn về cái chuyện hôn nhân. Thì rõ ràng là đúng là những cái cơn trầm cảm của Trâm tại thời điểm đó, nó làm cho cái quan hệ vợ chồng trở nên rất là căng thẳng. Anh Mèo anh cũng hoảng vì cái điều đó, và thật sự là căng thẳng. Mình vẫn còn nhớ là anh Hoàng anh nói là mình rất là muốn chia sẻ với bả, nhưng mà nhiều khi bả đăng Facebook, xong bả đăng rồi bắt đầu anh em đồng nghiệp thì chung bắt đầu inbox gọi điện: mày làm cái gì, mày để ý tới nó đi mày. Ổng nói mình không hiểu gì. Và lúc đó là không phải một người mệt mà cả hai người. Anh Hoàng thì lúc đó chị nghĩ là cái khả năng gọi là cái nỗi lo về kinh tế nó cũng là nỗi lo chung của hai đứa. Xong rồi có thể là ổng vẫn còn ham chơi theo kiểu của các anh. Tới giờ vẫn còn ham chơi. Lúc đó bị ức là ủa sao mình phải như vậy, sao mình một mình vậy, và điều đó có thể tạo nên những cái gọi là những cái trạng thái rất là tiêu cực của em. Nên là Facebook là bà đặt post status rồi nền đen thui thùi lùi đồ các kiểu mà post toàn nửa đêm không hà, đêm khuya ngủ không được là post đó. Trời ơi, đây là một cô gái rất là nhiều tâm trạng. Đúng. Và em cảm giác như chị Trâm á, là chị luôn chất chứa đầy ở trong trong lòng của chị á. Chỉ là một ai mà chích vô một cái là nó trào nó ra liền, nó trào ra liền. Và nhìn vô chị Trâm á, em chính bản thân em ngày xưa khi mà chưa làm việc với chị Trâm á, em cũng nghĩ trời chị Trâm chắc chị khó tánh lắm, chắc là chị dữ lắm, tại vì con mắt của chị rất là to mà giọng thì khào khào. Mắt em không hề nhỏ nha Lan ơi. Bởi vì em đang tính giải thích cho em luôn nè, tức là cái nhân dáng như vậy người ta nghĩ là hơi dữ, mình khó gần, nhưng khi làm việc với chị Trâm rồi mình thấy chị Trâm hiền vô cùng luôn, và coi như là cũng không có mà xăm xôi vô chuyện của người khác, mình làm việc của mình thôi. Và người luôn luôn chất chứa những cái ưu tư, những cái uất ức ở trong cơ thể của mình, và chỉ chờ để bung ra thôi, và bung ra trong những cái status. Không, thực sự nếu như mà chị không biết chị có chủ quan hay không, nhưng mà sau vài lần làm việc á, thì chị phát hiện Trâm là dạng này nè. Không phải là Trâm cũng không phải là người không muốn nói, Trâm có vẻ như bị khó khăn ở chỗ đó là mình rất muốn nói nhưng mà mình không biết phải nói làm sao. Và chứ vì mình không biết phải nói với ai á chị em. Đúng rồi, mình không biết phải nói làm sao, cho nên là đôi khi có những lúc nó bắt đầu nó tràn, thì bây giờ phải nói thì bởi vì không biết nói làm sao cho nên đến khi mình nói thì mình lại không nhận được cái sự hợp tác như mong muốn và theo đúng cái kiểu mà để giải quyết vấn đề. Chẳng hạn như có những lúc bà uất ức, bà chịu hết nổi, bà buộc phải nói với ông mèo, thì có thể là cái cách nói lúc đó là làm cho ông mèo hiểu vấn đề theo một kiểu khác. Cái đúng câu chuyện cũng không giải quyết được gì mà còn quạo thêm. Mà lúc này không phải một đứa quạo, hai đứa cùng quạo và câu chuyện thật sự làm nặng nề với cả hai. Em cảm thấy sợ hãi, bị ám ảnh. Bây giờ thì đã ám ảnh thì chị. Bây giờ thì nói chung đỡ nhiều rồi. Thằng đầu của em á, thằng bé đầu á, thì nó khó, nó hơi khó, cho nên em chăm một mình á, em cực lắm, cực kinh khủng luôn. Ban đêm hả, dậy là đòi bú 2-3 cử vậy đó, mà một mình ơn em quay qua thấy chồng ngái khò. Tôi muốn đạp cho một đạp. Tức á chị, không phụ em một cái gì luôn. Đó, rồi cái em áp lực quá, rồi xong bắt đầu đâm ra cái bắt đầu mình cứ dồn nén. Cái tới có bầu bé thứ hai cũng y chang vậy đó, đi quay thôi về nằm ngủ. Tức là cái câu chuyện của đứa đầu còn chưa xong đó, dập thêm nữa, cái đâm ra bắt đầu em chết. Cái lúc mà em gần sanh bé thứ hai đó, là em tức ổng quá, em nàn nhỏi cái bụng bầu, em lên Đà Lạt mở hơn tuần, em tắt hết điện thoại không liên lạc với ai luôn. Cảm giác trong một tuần đó thế nào? Thoải mái đầu óc lắm. Cảm thấy thích lắm. Vì sao? Vì cái điều gì mà mình cảm thấy là một tuần ở Đà Lạt đó đối với mình nó là một cái trải nghiệm hợp lý? Không biết sao em lên trên đó em cảm thấy thoải mái lắm, em cảm thấy không có bực bội, không có nhìn thấy mặt ông mèo á, em không có bực bội nữa. Nhưng mà chị với anh mèo có bao giờ ngồi nói chuyện với nhau về những cái cảm xúc của chị chứ? Có, chị có nói. Và anh mèo có giải thích về hành vi của ảnh không? Có luôn, có giải thích luôn. Và chị có chấp nhận không? Không chấp nhận được. Không thỏa đáng. Vẫn không chấp nhận. Và đến bây giờ vẫn vậy. Không chấp nhận được. Sao kỳ vậy anh mèo? Anh rất là kỳ luôn á. Trời ơi, người ta mang bầu con của anh mà người ta cực khổ luôn, mà sao người ta đã chia sẻ với anh rồi luôn à. Anh trách người ta là tại sao không nói cho anh nghe, tới hồi người ta nói rồi anh không chịu. Anh kỳ quá. Cũng vậy à, sửa đổi được chắc chừng 3 bữa, xong tới bữa thứ tư cũng quay lại như cũ. Nhưng mà chị vẫn chấp nhận điều đó. Thì vẫn chấp nhận, thì mình đã có con rồi thì phải dung hòa hết mọi thứ thôi vì con thôi. Thật ra em rất là thương chị ở cái điểm này, và em rất là ngưỡng mộ chị ở cái điểm này. Bởi vì khó để mà mình có thể chấp nhận một cái người trái tính trái nết với mình, một cái người mà mình nói hoài không nghe, mình muốn thay đổi để tốt hơn cho bản thân của ảnh, rồi tốt hơn cho gia đình, mà nói hoài anh không nghe, anh không sửa đổi được. Thì chị Trâm chỉ là chuyển qua một cái trạng thái đó là chấp nhận. Cái điều gì ở anh mèo, hoặc là ai em có tìm thấy được cái điều gì ở anh mèo để em thấy rằng là ừ thì thôi đi, bây giờ trời không chịu đất thì đất chịu trời cho nó xong? Ở anh mèo có cái gì để mình cảm thấy điều đó là thỏa đáng không? Thì ổng không có chăm sóc con cái như mình, nhưng mà được cái là ổng vẫn lo về kinh tế, sữa tả tiền học rồi tất cả cái ổng một mình ổng lo hết. Ổng có yêu thương mình không? Dạ thì nó bỏ qua cái đoạn là yêu theo kiểu ngôn tình và em chưa nói em thở thôi là anh đã hiểu em muốn cái gì. Không, bỏ cái đoạn đó đâu, không có em thở đúng. Là cũng không hiểu. Có em nói em còn chửi ở trong mặt luôn chưa chắc. Ừ, cho nên giờ mình tạm bỏ qua cái đoạn đó, nhưng mà mình có cảm nhận được cái tình cảm mà cái người đàn ông này dành cho mình, cho gia đình nhỏ không? Em thấy ổng thương con thì em nghĩ chắc ổng cũng thương em, cũng ok, cũng ok. Sao nhìn gương mặt của hai đứa hơi bị khiên cường. Cũng ok. Kể luôn chuyện đi đẻ đi. Đúng rồi. Ừ, cái ngày hôm đó nó ra làm sao? Lúc chị có bầu mì gói á, là lúc đó nghỉ ở nhà khoảng chừng tháng mấy 2 tháng á, là em mới làm cái ăn khuya, là nấu đồ ăn ở nhà xong rồi đi giao cho khách mà ăn khuya đó. Đó là hôm trước, hôm đẻ là giao tới 1 giờ sáng luôn. Đơn nhiều quá uổng, bà tiếc tiền á, cho nên bà ráng làm tới 1 giờ sáng. Là sáng 7 giờ leo lên bàn mổ. Trước khi leo lên bàn mổ là bắt con mèo phải đi nấu cho gói mì gói rồi ăn. Ủa khoan, là em đi mổ theo cái chỉ định của bác sĩ ngay từ đầu? Dạ đúng. Chứ còn những cái dấu hiệu về đau hoặc là ối là nó không có? Em là không có đau đẻ luôn. Tại do thằng nhóc đầu á, là bị nhau choàng 3 vòng. Rồi tới 37 tuần 2 ngày á, là không quay đầu. Vẫn còn nằm ngang, cho nên bác nói em không có đẻ thường được. Bé sau cũng vậy, cũng 37 tuần mấy ngày cũng không quay đầu. Hai đứa là đi mổ tự động hết, không có đứa nào biết đau đẻ. Hèn gì lúc mà em quay chung với chị Trâm á, chị kêu tao không biết cảm giác đau đẻ là gì cả. Không biết đau đẻ là gì luôn. Kêu diễn cảnh đau đẻ đâu diễn được. Vừa mổ xong rồi em vô phòng hồi sức, em nằm mấy tiếng hồ xong ra là chừng 3 tiếng sau em ngồi vậy, em tự đi sạch nẫm con, bế con đi. Không đau mổ luôn hả? Tự cũng đau nhưng mà em chịu được. Dạ, chắc là do cái cơ địa với cái khả năng chịu đau của từng người thôi. Chứ chị cũng đã từng bị đánh úp bởi cái tư tưởng đó là đẻ mổ không đau đó. Cái tới chừng mổ xong thấy 10 ông trời luôn. Đứa hai cũng vậy. Đứa hai cũng mổ, không có kỷ niệm gì luôn. Có chị... trang điểm giống bà Lan không? Đúng rồi chị đi đẻ chị có đẹp không? Tại vì người ta đi đẻ chủ động mà. Trời không, đi đẻ mắc gì phải trang điểm. Thấy trang điểm trời, em đi đẻ trang điểm đẹp lắm. Bà trang điểm rất đẹp để bà chụp hình cho đẹp, bà rặn bà cũng ráng giữ cơ mặt cho đẹp. Em không dám la luôn á chị, em đau dữ lắm em không dám la tại em sợ xấu. Em nhưng mà quả báo nhẫn tiền à, đau một ngày mấy tuột nền cũng xấu y chang. Em đau gần 40 tiếng đồng hồ, mồ hôi nó ra nền em tuột hết. Nhưng mà em nghĩ là lúc mà khi mà em bé ra đời á, thì cái cử chỉ và hành động của anh Hoàng á cũng gây một cái dấu ấn cho chị đúng không? Không, dấu ấn cho mẹ chị đầu tiên, tại vì em là nằm trong phòng mổ mà bưng em bé ra thì sẽ tiếp xúc với bà ngoại với lại ba. Đó là khóc như mưa. Ai khóc? Ông mèo. Rồi bà ngoại chứng kiến trọn vẹn cái cảnh đó luôn. Chùi ơi, anh mèo ơi, anh tâm cơ quá. Lấy trọn luôn tình cảm của mẹ vợ. Khóc như mưa rồi ơi. Mẹ em á hả, bà Dương nói, trời ơi, cái gì đâu mà nó khóc. Nhưng mà bà ngoại tả lại thế nào? Bà ngoại tả lại cái hình ảnh của con rể khi lúc đón cháu ngoại như thế nào? Bà ngoại tả là không biết sao mà ba nó khóc quá thì khóc y như đóng phim vậy đó. Không biết sao mà ba nó khóc quá thì khóc y như đóng phim vậy đó. Có khi là đóng phim thiệt. Rất thích bà ngoại rồi đó, thích bà ngoại rồi nha. Bà chị ấy tả rất là vô tư, nói rất vô tư chứ không có ý. Cuối cùng mẹ vợ cũng hoang mang là đẻ bún gạo cũng vậy hả chị? Y chang vậy cũng đó, cũng khóc y chang vậy. Anh mèo ảnh có là người hay khóc không? Ảnh có mít ướt không? Ổng mít ướt hơn em nhiều lắm. Dễ khóc lắm, cái gì cũng khóc được hết. Dễ xúc động. Vậy là chắc mỗi lần mà chị giận cái năn nỉ chị là khóc, cho nên là chị cứ tha thứ hoài thôi. Không, cũng có mấy lần á, mấy lần giận quá chị giống như là ngang quá, ổng tức quá không biết làm sao ổng khóc. Mèo ơi, em thích quá. Anh thật là thú vị và cartoon. Tức là sau khi mà bà ngoại vô, bà ngoại kể lại, em có mang cái thắc mắc đem đi hỏi ổng, anh tại sao anh khóc không? Có, em có hỏi thì ổng nói là khi mà ẵm con ra thấy con lành lặn á, mừng trước tiên khóc. Là vì con mình nó bình thường, nó lành lặn. Đó là những cái mặt tích cực của anh Hoàng để mà xảy ra những cái mâu thuẫn của hai vợ chồng thì chị Trâm nhìn vào đó và chị Trâm tha thứ hết. Những cái ngày đầu mà khi mà chăm bé từ bệnh viện về mình vẫn chưa hồi phục được cơ thể của mình thì ảnh có phụ mình được ban đêm ban hôm hay gì không? Không phụ được gì hết chị. Em rồi ai chăm? Em vừa sanh xong là nằm ở bệnh viện 5 ngày là về nhà. Cái rất là tốt bụng, đi mượn tiền giùm bạn. Rồi xong cái bị xe đụng, may cái chân mấy mũi, rồi nằm kế bên em luôn. Làm bên chăm con, bên chăm ổng. Bi kịch, cuộc đời chị bi kịch luôn. Em kể không ai tin luôn á. Một mình ơn em xách nước lên tắm con. Rồi xong sẵn tiền tắm chồng. Trời ơi. Như ví dụ đoạn đó thì bị thương cái chân thôi gì, thì ví dụ như có nằm trên giường rồi dỗ dỗ con, rồi vuốt ve con, rồi phụ chồng hổ. Em là bị một cái gì thôi á, là giống như là đi chích ngừa thôi đó, một cái mũi kim nhỏ mà ổng làm thấy ghê lắm, người ta mới vừa để trời đau ổng sợ đau tới biểu cảm sống động vậy luôn á. Dạ hơi lố ha. Em hỏi gì cái chân ổng mai có 4-5 mũi, cái bụng em mai 4-5 lớp. Đúng rồi mà đau chứ, đau mà em phải chăm đó, hai đứa hai bên. Lúc đó tức không? Tức nhưng mà phải chịu thôi, giờ sao giờ? Mẹ em chỉ ra vô lắc đầu. Mẹ chị sao? Nó đóng phim cái gì mà nằm hoài vậy? Vừa định nói. Vậy lúc chị sanh bé đầu tiên thì bao lâu hai vợ chồng mới bút lịch trở lại? 5 năm. Cái gì? Bút lịch trở lại là sao? Em không phải lịch về. Từ này là từ chuyên môn của hai chị em em. Em một năm mấy á, hơn năm mấy. Dạ. Thì tính lúc có bầu là đã 9 tháng mấy rồi là hai vợ chồng đã không đụng tới nhau. Rồi khi bé bao nhiêu tháng? Khi bé khoảng chừng 6-7 tháng. Dạ. Ai là người chủ động? Ông Mèo. Tại ông đợi lâu quá. Đợi lâu quá, năm mấy rồi. Cọc. Em cũng chưa sẵn sàng lắm, tại vì trông con mệt quá nên em cũng chả tha thiết với cái chuyện vợ chồng. Nhưng mà lúc đó chị có bị tự ti về cơ thể của mình không? Có chứ, tự ti lắm. Rồi anh có nhẹ nhàng với chị không? Thì ông cũng nói dù cho mẹ mày sao cũng được hết á, ba vẫn yêu. Em đã suy nghĩ lần đầu tiên bút lịch trở lại ông Hoàng khóc rưng dù không. Em mừng, em lố ghê làng. Bây giờ thì hai đứa con rồi, cái gì cũng đã nói với nhau rồi, bực bội cũng đã nói rồi. Bây giờ chị còn muốn nói gì nữa không? Hay là chị có muốn nhắn gửi gì cho ai không? Đây, nhìn vô đây. Giờ cũng chả biết nhắn gửi cho ai, chắc nhắn gửi cho ấy thôi. Là chỉ mong là ấy sẽ giữ lời hứa, sẽ sửa đổi, sẽ bớt vô tâm đi để lo lắng cho ba mẹ con nhiều hơn. Em xin được nhắn gửi tới anh Hoàng Mèo. Đừng khóc nữa. Anh vẫn cứ khóc đi. Thật sự ra là em rất là ít thấy đàn ông khóc. Mà một khi đàn ông khóc là họ rất là thương đó, họ mới khóc. Anh đã có được những cái ưu điểm rất là tốt, đó là rất là chung thủy. Và chị Trâm rất là tin tưởng anh ở cái điều đó. Chỉ còn một chút xíu nữa thôi, đó là anh hơi vô tâm. Mà cái này bản thân em cũng thấy. Nên là mong là anh để ý quan tâm tí xíu. Phụ nữ họ chỉ cần một lời nói thôi, nhẹ nhàng thôi. Chăm con giùm, ẵm con giùm, đồ này nọ là ok rồi. Em xin được cảm ơn chị đã đến chương trình.